Đây là trái blackberry. Hôm nay mình bẻ, mình hái blackberry về để mình ngâm làm rượu uống nha mọi người. Đây, mấy cái trái đỏ đó là mình có thể lấy ngâm. Mà khi ngâm xong rồi á, thì cái màu nó ra rất là đẹp nha. Nó ra cái màu hồng hồng mà đỏ đỏ giống như rượu nho vậy đó. Đây, mình hái nè. Khi mà mình hái xong rồi đó, bắt đầu mình rửa sạch nó, mình để cho nó ráo nước đi. Sau đó mình sẽ rải một cái lớp blackberry rồi một lớp đường, xong rồi mình rải một lớp blackberry, lớp đường cho đến khi mà hết cái blackberry của mình á. Sau đó thì mình lấy cái miếng ráp, mình ráp cái hũ lại, rồi mình để đó có khoảng một tuần lễ hoặc là hai tuần lễ thì mình mới lấy ra mình uống. Thì lúc đó là nước nó chỉ lên men được có chút xíu thôi, nó ngọt ngọt và nó có vị hơi hơi của lên men, rất là ngon nha mọi người. Chúc mọi người thành công nhé.